Công ty cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai vừa có thông báo về việc bốc thăm vị trí căn hộ của dự án nhà ở xã hội A6, A7 tại phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa. Theo đó, căn cứ văn bản số 726 ngày 5 tháng 3 2024 của Sở Xây dựng Đồng Nai về kết quả xác minh danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội A6, A7, công ty thông báo đến quý khách hàng đã được xác minh đủ điều kiện mua nhà ở xã hội đợt 1 đến bốc thăm vị trí căn hộ. Theo danh sách đính kèm có tổng cộng 82 người được xác nhận đủ điều kiện mua nhà. Các hồ sơ còn lại sẽ tiếp tục xác minh điều kiện đối tượng và công bố kết quả các đợt tiếp theo. Thời gian bốc thăm vị trí căn hộ từ ngày 7 đến 12 tháng 3. Khách hàng đã được xác nhận đủ điều kiện mà không tham gia bốc thăm thời gian này xem như không còn nhu cầu và từ chối quyền mua nhà. Dự án nhà ở xã hội A6, A7 có tổng cộng 348 căn nhà ở xã hội dành để bán và 87 căn dành cho thuê. Dự kiến đầu năm 2025, dự án hoàn thành và bàn giao nhà.